Thưa quý vị và các bạn, tình trạng mất cân bằng giới tính cũng như nạn tảo hôn đang có xu hướng gia tăng. Để giảm thiểu thực trạng này, nhiều hoạt động truyền thông đã được tổ chức tại các trường học để giúp các em ở lứa tuổi vị thành niên có nhận thức đúng đắn. Ghi nhận của phóng viên tại diễn đàn truyền thông về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại trường Trung học cơ sở Tô Hữu, thành phố Huế. Đây là buổi diễn đàn tuyên truyền giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh với nhiều nội dung và hình thức thú vị, bổ ích do Chi cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với trường Trung học cơ sở Tô Hữu, thành phố Huế tổ chức trong những ngày cuối tháng 11. Thông qua các trò chơi đùa vui, các em học sinh đã nắm bắt những thông tin, kiến thức rất hữu ích. Các nội dung về giới tính khi sinh và mất cân bằng giới tính khi sinh trong trường học. Hoạt động ngoại khóa thực sự tạo sự quan tâm hào hức trong các em học sinh. Theo cháu thì hôm nay, cái bài hôm nay là không làm thì cháu ngại mà cảm giác là rất thích hợp để phong về từ cháu sau này. Đối với cháu thì cái này thi cũng giống như là mình tiếp thu được nhiều kiến thức và rút ra được nhiều kinh nghiệm sau này cho mình. Nếu như ví dụ mà có cái buổi ngoại khóa này thì cháu cũng hy vọng các bạn cũng có thêm được nhiều kiến thức để bảo vệ cho mình. Chi cục Dân số tỉnh Thừa Thiên Huế thì hàng năm đều đã có sự phối hợp với nhà trường để cùng tổ chức và tạo các cái diễn đàn này cho các em và giúp cho các em hiểu sâu sắc hơn về các cái về bình đẳng giới cũng như là mất cân bằng giới tính khi sinh, giúp cho các em một lần nữa là để biết được các cái tình trạng về tỷ lệ của con gái và con trai nhằm xóa bỏ đi cái sự phân biệt giữa nam và nữ như hiện nay. Như chúng ta đã biết hiện nay là cái mạng xã hội rất phát triển và trẻ em là sử dụng cái smartphone rất nhiều và trên cái thông tin mạng là rất nhiều thông tin nhưng không chính thống. Hiện nay vấn đề giáo dục sức khỏe sinh sản cho vị thanh niên là cần có sự tham gia của gia đình, nhà trường và xã hội, đặc biệt là đối với nhà trường rất là quan trọng. Tuy nhiên hiện nay những cái nhà trường lại chuyển có những cái tích hợp những cái môn học về sức khỏe sinh sản thanh niên, tuy nhiên kiến thức thì chưa đầy đủ. Thứ hai là cái kỹ năng của một số thầy cô giáo là cũng thực sự chưa tốt. Thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam thực sự nóng lên từ năm 2006. Tại thời điểm năm 2019, mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam có tỷ lệ là 111,5 bé trai trên 100 bé gái, trong khi tại Thừa Thiên Huế, tỷ lệ đó lại cao hơn là 112,8 trên 100. Tình trạng tảo hôn từ năm 2018 đến năm 2020, trên toàn tỉnh có 202 trường hợp tảo hôn và gia tăng trở lại tại hai huyện miền núi Nam Đông, A Lưới. Riêng trong năm 2020, hai huyện Nam Đông và A Lưới có 39 trường hợp tảo hôn. Tại huyện A Lưới có một cặp vợ chồng hôn nhân cận huyết thống. Tình trạng tảo hôn còn xảy ra ở các địa phương, vùng đồng bằng, thành thị, với số trường hợp tảo hôn cao như trong năm 2020 tại thành phố Huế 15 trường hợp, thị xã Hương Trà 5 trường hợp, huyện Phú Lộc 4 trường hợp. Buồn cái chương trình này tốt thì thứ nhất ngay từ bộ giáo dục là chúng ta phải tăng cường cái tích hợp nhiều cái nội dung sức khỏe sinh sản vào các cái môn học. Đặc biệt đội chúng tôi là phù hợp với sở giáo dục và có những cái phù hợp liên ngành để chúng tôi tăng cường các cái buổi ngoại khóa. Ngoài ra thì chúng tôi cùng phối hợp với sở giáo dục để chúng tôi tuyên truyền cho cái lực lượng giáo viên để cung cấp những kiến thức và đào tạo cái mạng lưới cộng tác viên đồng đẳng của nhà học sinh để giúp truyền tải kiến thức một cách nhanh hơn. Diễn đàn truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh năm nay được tổ chức tại 4 trường học trên địa bàn toàn tỉnh. Hoạt động này cũng đã cung cấp cho các em học sinh những câu chuyện thú vị, gần gũi và thiết thực liên quan đến sức khỏe sinh sản, thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và hệ quả của nó đối với xã hội và chính bản thân người phụ nữ.